Theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều cường xuất hiện vào ngày 11 đến 12 tháng 10, có thể đạt mức là 1,65 cho tới 1,7 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân vùng trũng thấp ven sông về nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt. Vào ngày 10 tháng 10, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đang tiếp tục lên nhanh và ở mức cao trong 24 giờ qua. Sáng cùng ngày, mực nước cao nhất tại trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền, trạm Phú An, sông Sài Gòn đồng loạt đạt 1,64 m trên báo động 3 0,04 m. Dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên trong 2 ngày tới. Đỉnh chiều đợt này xuất hiện vào ngày 11-12 tháng 10 ở mức 1,65 đến 1,7 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn báo động 3 từ 0,05 cho tới 0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều được dự báo vào lúc 5 đến 7 giờ sáng và 17 cho tới 19 giờ tối. Mực nước cao trên báo động 2 còn duy trì cho tới hết ngày 13 tháng 10. Đây là kỳ chiều cường cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Các dự báo cho thấy năm nay đỉnh chiều cường có xu hướng tăng cao hơn các năm. Địa hình trũng thấp và việc phát triển đô thị mới trên các vùng thấp ở thành phố Thủ Đức, quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh khiến tình trạng ngập úng nghiêm trọng thêm.